Địch Lệ Nhật Ba căng thẳng vì bạo lực mạng. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống chịu nhiều áp lực sau khi bước chân vào showbiz. Cô dè dặt trong lời ăn tiếng nói, hành động vì sợ người khác phán xét. Vào ngày 17 tháng 6, Sina đưa tin, Địch Lệ Nhật Ba trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc đại lục. Trong đó, mỹ nhân Tân Cương chia sẻ, cô trải qua chuỗi cảm xúc hỗn độn, bị stress và tổn thương sau nhiều lần hứng chịu bạo lực mạng. Tôi đã đánh mất bản thân một chút, tôi luôn phải cẩn trọng trong lời nói hành động vì e ngại nhận đánh giá tiêu cực. Cuộc sống như vậy khiến tôi chịu áp lực đến nghẹt thở. Tôi cảm thấy hoảng sợ hụt hơi nếu nghe mọi người xì xào bàn tán lúc tôi nói. Chưa dừng lại ở đây, cô còn đối mặt cảm giác buồn bã đau khổ. Tôi từng có giai đoạn thực sự bị tổn thương và đánh mất sức khỏe tinh thần, người đẹp Trầm Thượng Thư chia sẻ. Địch Lệ Nhật Ba cho biết nữ diễn viên mất nhiều năm làm quen với sức ép dư luận. Tôi từng có giai đoạn thực sự bị tổn thương và đánh mất sức khỏe tinh thần, người đẹp Trầm Thượng Thư chia sẻ. Địch Lệ Nhật Ba cho biết nữ diễn viên mất nhiều năm làm quen với sức ép dư luận, cân bằng tâm lý trước những chỉ trích hướng về mình. Tôi khó khăn làm mới cân bằng, không để bản thân bị cuốn vào sự tiêu cực suốt 2 năm qua, người đẹp 30 tuổi chia sẻ. Địch Lệ Nhật Ba tâm sự cô ít bạn bè để chia sẻ nỗi niềm, cô là người hướng nội vì vậy sợ đến chỗ đông người. Nữ diễn viên thích ở một mình, ngâm nga bài hát và tự nói chuyện với chính mình. Cách giảm căng thẳng và chữa lành tâm hồn của tôi là ở một mình, tự mình đàm thoại với mình. Tôi không cô đơn tủi thân, ngược lại còn thấy bình yên và thoải mái, Nhật Ba nói. Mỹ nhân Tân Cương hiện nghỉ ngơi sau hơn một năm liên tục quay phim. Thời gian qua cô tham gia sự kiện thương mại, livestream quảng bá cho nhãn hàng để duy trì sức hút. Bộ phim cổ trang A Lạc Chuyện do nữ diễn viên vừa cùng tuần đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 8. Tính tới nay trailer phim có hơn 1 triệu người xem. Địch Lệ Nhật Ba là nữ diễn viên 9X được săn đón ở Trung Quốc hiện tại. Mong rằng những dự án sắp tới của Nhật Ba sẽ thành công hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.